Xin chào bạn, trở lại kênh chia sẻ về sản phẩm đó là dùng cho các cái bơm chân không trong cả công nghiệp. Đó đến từ thương hiệu Fukon, đó là cái Vacco 100, là một cái dầu bơm chân không khoáng tinh chế và chứa các cái phụ gia trừ nhiệt độ cao cũng như cực áp, cũng như khả năng chống oxy hóa và chống ăn mòn rất tốt với mức độ các bon hóa khá là thấp. Thì ứng dụng cái dầu này thì dùng cho các cái bơm chân không, các cái bơm trục feed, bơm cánh gạt và bơm vít tải. Và đặc điểm của cái dầu này thì nó có một số cái đặc điểm như sau: thứ nhất là tiết kiệm năng lượng, thứ hai là giảm thiểu thời gian bảo dưỡng, sửa chữa thay thế, thứ ba là ngăn ngừa sự hình thành cặn, và có một đặc tính là giá cả cũng khá là phù hợp cho các cái dòng bơm chân không trên thị trường Việt Nam. Và một cũng khá là nổi tiếng đến từ thương hiệu Fukon. Thì đó là một số chia sẻ cái dầu bơm chân không Vacco 100 cho bạn. Các bạn nếu có thắc mắc gì thì có thể đặt dưới phần comment với mình nhé. Mình xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một cái video gần nhất.